Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiện Tư Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Câu chuyện liên quan đến bà bán rượu thì hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin rất là sốc. Và đây cũng là cái chủ đề mà được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Chắc bà bán rượu bây giờ bà uống lộn thuốc rồi, cho nên bà chảy lọc lộn lên hết. Như chúng ta biết là ngày hôm qua, khu du lịch Đại Nam đã đón hàng ngàn khách du lịch đổ xô về đây nghỉ ngơi tham quan trong cái dịp lễ Quốc Khánh 22 tháng 9. Thì cái bà này bà tức lồng lộn lên hết, bà nhảy động động. Ai đăng cái hình ảnh liên quan đến Đại Nam lên thì bà đều chửi người ta. Vì cái vấn đề bà muốn là nó không phải là chuyện vậy. Bà muốn khu du lịch Đại Nam là phải không có một cái bóng ma, và gia đình của bà Hằng là phải tan nhà nát cửa. Nhưng bà tiếc rằng là ông trời ông không có chịu lòng bà này. Bà này bà nói ngoài miệng vậy thôi, chứ trong lòng bà rất là khao khát thèm thùng được một lần đến tham quan tại khu du lịch Đại Nam để mở mang ra thêm được cái kiến thức. Để bà ở trong nhà hoài giết bà ngu. Cái bản thân nó thì không có được một cục đất chọi chim. Nhưng mà bà không có hình dung ra được 650 hectare là nó rộng lớn đến cỡ nào. Khu du lịch Đại Nam mang tầm cỡ quốc tế, có trường đua chó, đua ngựa, đua xe, và kể cả cái biển nhân tạo của Đại Nam đó là một cái biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Thì đây là một nơi như vậy, ai mà không muốn đặt chân đến đây để được tham quan. Nhưng mà bà này bà đi muốn đi đến, bà đi đâu có được. Bản thân bà này bây giờ đi tới cửa Đại Nam thôi, trứng thúi, trứng muối, dép lào không chừng ăn đó, xe tải chở về không hết nữa. Mà tôi nói là đến khu du lịch Đại Nam thôi, chứ nhiều khi mà bà bước chân ra tới cửa nhà bà không chừng bà bị còng số 8 vô tay à. Bà đâu có dám bước chân ra khỏi nhà đâu. Mà bà đem ra một cái sự so sánh giữa là Sóng Thần, Suối Tiên và khu du lịch Đại Nam. Kính thưa tất cả quý khán giả, thì ngày hôm qua là ngày lễ Quốc Khánh 22 tháng 9. Thì vào ngày 22 tháng 9 năm 2022 đó, thì tôi có mặt tại khu du lịch Đại Nam. Và tôi không có tưởng tượng, không có hình dung ra được cái cảnh tượng hàng chục ngàn chiếc xe máy và kể cả ô tô đậu không có chỗ luôn, lưỡng biên luôn. Kể cả tôi quay cái video 10 phút mà tôi quay không hết được cái xe mà tấp đập đổ về Đại Nam. Còn năm nay thì tôi không có lên đây, tôi có không có hình dung ra được là cái số lượng khách du lịch đổ xô về đây là nó đông đến cỡ nào. Nhưng mà tôi thấy một số anh em YouTuber đó, kể cả là các Việt đó, đi lên quay đó, thì cái hình ảnh là con người đổ xô về đây thì chắc là rất là đông. Thì bà này bà xem cái kênh YouTube của các Việt đó, bà rất là tức, cho nên liên tục bà đăng lên tóc cộng đồng để bà chửi bới người ta. Bà nói con bà là muốn đi đến Suối Tiên chứ không có muốn đi đâu cả chứ, cho nên bà đưa con bà đi Suối Tiên. Tôi nói thật chắc cho bà đó, bà rất là thèm khát được đến khu du lịch Đại Nam, nhưng mà bà không có dám đi. Cái người đi đến Đại Nam đó đa số nha, 60-70% là những người người ta yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng này. Và khi chúng ta đi đến đây mua được cái vé là sử dụng các dịch vụ trong khu du lịch Đại Nam đó, thì những cái vé đó cũng được trích ra phần trăm đóng vào cái tiền thuế ngân sách của nhà nước, là cái đó thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta cũng làm được một cái việc gì đó có ý nghĩa. Anh Dũng có được cái ngân sách, cái nguồn thu từ khu du lịch đó, anh Dũng cũng đi hỗ trợ những cái gia đình nghèo khó, hoặc là những cái học sinh nghèo, Mẹ Việt Nam, rồi những cái thương phế binh, hoặc là cái quỹ dần dần giao thông, mổ tim, mổ não khỉ, hay là hỗ trợ còn nhiều cái thứ khác nữa mà gia đình người ta đã làm từ thiện từ nhiều năm qua rồi, chứ không phải riêng cái câu chuyện này. Đây tôi xin gửi đến quý khán giả một cái bài đăng mà bà này bà tức tối, bà lồng lộn lên, bà nhảy lên. Tôi thấy bà này sắp sửa là đi đầu xuống đất rồi đó, bà sắp sửa là bà uống lộn thuốc rồi đó, bà thành quái thai quái vật rồi đó. Và chắc chắn là gì đó, sau cái phiên tòa của bà Hằng là bắt đầu là bà đi đầu xuống đất đó. Ê, khu du lịch Đại Nam đông khách hay vắng khách đâu liên quan gì đến tôi, nhà hương Quảng Châu, Gách Việt, Thanh Việt, Mỹ Long. Và chúng ta thấy không phải là riêng cái ngày 22 tháng 9 năm 2023 và năm 2022 đó, thì bọn họ xuyên tạc còn kinh khủng khiếp nữa. Nhưng mà hồi năm rồi đó là có cái trang báo điện tử Tiền Phong, người ta đưa lên một cái phóng viên viết cái bài báo đó rất là có tâm. Vì trong cái lúc 11, 12 giờ trưa đó là cái giờ tôi đang ở đó nha, cho nên cái biển người luôn, tôi phải gọi là cái biển người đó, con số đông rất là khủng khiếp. Và tôi thấy năm rồi là cái trang báo Tiền Phong đưa lên rất là nhanh. Tụi mày nói mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã hơn 30.000 người
đến tham quan rồi hả? Rất tuyệt. Vậy chúc mừng cho bà Hằng nha. Ngoài miệng thì bà nói bà chúc mừng vậy thôi, chứ thật chắc là bà đau còn hơn là bò đá nữa. Bà đau dữ lắm, bà tức tối. Bà nhìn thấy ai mà đến khu du lịch Đại Nam đó là bà ghét lắm, bà rất là tức tối. Bà thấy không, khu du lịch Đại Nam người ta mở cửa ra thôi thì có hàng ngàn khách du lịch đổ xô về đây, người ta tham quan nghỉ ngơi. Còn bà mở cửa nhà ra bà bán rượu không ai đến mua chứ. Người ta gặp cái mặt bà ta sợ. Tới cái cây trước cửa nhà bà mà người ta còn ghét, người ta còn đốn nữa. Chú Tư ngang cửa nhà bà còn không ưa, cô tổ trưởng không ưa, rồi cháu học sinh cũng không ưa. Ở đâu mà từ nhà trẻ lớn bé thì không ai ưa gia đình bà chứ vậy. Đó là những người mà biết trên mạng xã hội thôi. Còn nói về trộm xóm nhà bà thì thật chắc người ta gặp bà nó xách dép nó bỏ chạy hết trơn rồi. À, còn đi chơi các con của chị sao cứ đòi đến Suối Tiên không à? Tại vì nó biết bà đến khu du lịch Đại Nam, bà sẽ ăn dép lào vô mặt hoặc là trứng thúi trứng muối vô trong mặt của bà, cho nên nó không bao giờ nó dám kêu bà đến Đại Nam. Mà cho dù nó dám kêu á, bà cũng đâu dám đến đâu. Thí dụ con bà bây giờ đòi đến Đại Nam bà cũng đâu cho đâu, phải không? Bà cũng đâu cho con bà đi. Nè, tôi nói về cái vụ Thiền Am bên bà vũ trụ nè. Nè bà nhớ không, bà Hằng đấu tranh đó mà cái tụi gia đình của Lê Tùng Vân đi vô trong tù ngồi đó cũng nhờ bà Hằng đó. Nhưng mà các cháu nhỏ đó vẫn muốn đến khu du lịch Đại Nam để tham quan. Vậy bà biết được là Đại Nam là nó giá trị cho xã hội đến cỡ nào, đúng không? Con bà nó làm sao dám kêu bà đến Đại Nam. Bà đến đó không chừng bà không có gì được luôn nữa. Đòi bà ăn trứng thúi trứng muối ta dồn vô họng, bà giúp lào ta dồn vô họng, mà không mà không chừng bà gì không nổi luôn, bà đau bụng luôn á. Đến Đại Nam miễn phí vé vào cổng, cái đó chuyện của người ta, sao quan tâm chứ vậy hả? Không ưa người ta, ghét người ta còn quan tâm làm gì, đúng không? Ghét người ta mình quan tâm làm gì người ta? Như tôi ghét cái mặt bà, tôi đâu có nêu tên bà đâu, mà tự nhiên bữa nay bà đăng cái bài đăng này bà cũng lôi tôi vô nữa. Nhưng đến Suối Tiên với trẻ em là 90.000 đồng, còn người lớn là 160.000 đồng, mà chặt cứng người luôn mà chưa đến 1-2.000 người, đó rất biệt. À, có nghĩa là bà nói rất biệt á, là đó cái số lượng mà cái khách tham quan du lịch đến Đại Nam đó từ sáng tới cái khoảng mà rất biệt đăng lên đó là tầm cái khoảng 30.000 người, là cái con số đó là có đó chứ không phải là không có đâu. Mỗi một cái chiếc xe điện thì quý khán giả thấy là chở là tầm 40-50 người, 70-80 người một cái chiếc xe điện đó đó. Một cái chiếc xe đó là gọi là xe lửa chứ không phải là xe điện nữa, một cái xe rất là dài luôn. Hồi năm mà tôi đi là một chiếc xe nó chở gần 200 người, tôi nói cho quý khán giả nghe như vậy đó. Còn những cái chiếc xe nhỏ nhỏ chở 30-40, 20-30 là tôi không nói nha, xe lẻ đó. Còn chiếc xe lửa là nó chở một lần là cả 100 người, 200 người luôn, chứ không phải là một con số nhỏ đâu. Mà 10 người, một người chạy 10 chuyến, mà trong khi trong Đại Nam là mấy chục chiếc xe như vậy, thì người ta hình dung ra được, người ta ước tính vậy thôi. Nhưng mà cái con số cụ thể là phải nói là Đại Nam biết, người ta đâu có công khai vé lên trên đây cho bà xem làm gì. Dòng bản thân bà xuyên tạc mà ai đi nói bà. Mày quay Đại Nam đến 30.000 người, 30.000 người, tao đếm được luôn á. Đó, có nghĩa là bà nói là ở chỗ Suối Tiên á là bị vắng, không có khách, chỉ có 1-2.000 người mà bà đếm không được. Nó quá đông rồi bà đếm không được, mà có 1-2.000 nè. Còn Đại Nam 30.000 người mà bà đếm được, vậy đây phải là bà xuyên tạc không? Hả? Cái mục đích bà này là bà rất là đau lòng khi thấy mà khách du lịch đến Đại Nam đông đó. Còn thực chất là người dân ta rất là vui mừng. Tại vì sao? Khách du lịch đến các khu du lịch này tham quan nghỉ ngơi đó thì người ta cũng đóng thuế vào ngân sách của nhà nước chứ sao không đóng. Còn những con người này đó là họ, cái bản chất của họ đó ích kỷ nhỏ mọn, ganh ăn tức cỡ, cái kiểu mà châu mùa ghét châu ăn á, không ai đụng chạm đến mình thì mình đừng lôi người ta ra mà kiếm chuyện nha. Đây là chính cái miệng bà nói nha, và chính cái miệng bà nói để tôi đọc xuống đây. Tội đe dọa giết người của con Hương Đỗ Thị Hương, chủ kênh YouTube là Hương Quảng Châu Hà Tích Quang TV, Entertainment, chưa xong đâu mày. Nếu không có Hương Quảng Châu và kênh Lang Thang đến tấn công nhà của Đầu Đinh, có bà CEO của các người là sẽ trả tội rồi. Có nghĩa là bà nói các kênh YouTube đến nhà bà tấn công là bà Hằng nặng tội, còn nếu không có các YouTube là bà Hằng nhẹ tội. Đúng rồi đấy quý khán giả. Bây giờ nếu mà tôi xóa cái kênh YouTube này á, mà bà Hằng nhẹ tội, tôi xóa cái bập liền. Bây giờ tôi xóa 1.000 kênh bà Hằng cũng bị gan vậy à, nó không có thay đổi. Còn như Trần Đình Thu với bà này, bà nói xấu bà Hằng, bà chửi bới nhục mạ bà Hằng mỗi ngày vậy đó, rồi ai là cái người nói đây hả? Bà Hằng nhẹ hay là bà Hằng nặng? Nhưng mà tôi nói nè, bà Hằng nặng hay là nhẹ gì bà cũng ở tù chứ, tôi khẳng định cho bà là bà ở tù.
bà không có đường nào bà không ở tù chứ. Mà bà đâu đến suối tiên đâu mà bà biết. Bịa chuyện nhiều vô, gắt việc, kiệt tướng đạt, thanh quyền, minh trí tiên mi, full game mobile. Đó, thấy chưa? Thấy chưa quý khán giả? Bà này bà không nhắc đến tôi là bà đói thối cái mồm luôn. Kệ bà, tôi nói chung là tôi cũng mở rộng cái lòng Bồ Tát cho bà. Vì cái tháng 7 này tôi không có đi chùa, và tôi cũng không có cúng cô hồn nữa. Cho nên tôi cũng cho bà gọi tên tôi đó, để bà kiếm ăn. Chứ để bà thối cái đói thối cái mồm này, bà chừng cái đầu, bà mở cửa, bà ra cái cọng số 8 vô tay bà. Thấy không? Cho nên tôi cũng có một gì đó tôi gọi là tôi lập phước, thấy không? Tôi cũng như tôi giúp cho bà vậy đó. Chứ bà không nhắc đến tôi, cái bà thúi lắm, thấy không? Nhiều khi bà nói bà phun lửa ra gì đó, hà hơi ra bớt gì đó, bà thở, thấy không? Còn các kênh YouTube chuyện người ta quay kệ người ta, đâu có mắc mớ gì bà. Mà tôi hỏi bà là người ta đến Đại Nam người ta trực tiếp đến đó, còn bà với Trần Đình Thu ở đâu? Hả? Tôi hỏi bà đó, bà với Trần Đình Thu ở đâu? Có dám bước cái chân đến không? Hả? Toàn bộ là ngồi nhà bị chuyện không? Không có cái thông tin gì mới và cũng không có một cái thông tin gì chính xác chứ. Bà hình dung ra được 650 hecta là nó cỡ nào chưa? Hả? Bà chỉ cái miếng đất của bà chỉ có hai ngón tay, thấy không? Còn cái miếng đất của người ta là cả cái bầu trời rộng lớn, bà hiểu không? Bà hiểu không? Bà cái kiểu bà nhìn thấy một quầng ánh sáng, kiểu mà ít ngồi đá giếng đó. Bà gọi là người ngu mà lì ăn khoai mì lương củ bự, cái củ khoai mì nó bự nó không có ngon. Người ta để người ta làm bột, người ta bào ra thôi. Còn khoai mì ăn ngon là phải ăn củ nhỏ. Nhưng mà bà ăn khoai mì và lựa củ bự không à. Khoai tây được hởm đi Đà Lạt ăn cũng lựa củ bự nè. Tôi cứ nhắc, đâu có nhắc tên tuổi của bà đâu. Tự nhiên bà lôi kéo cho tôi. Cái chuyện con bà đòi đi suối tiên, đi đâu đi kệ bà nó chứ mắc mới gì người ta. Đúng không? Mắc mới gì Đại Nam. Đại Nam cũng đâu có cần gia đình của bà. Mà tôi nói nha, bà tốt chức á. Bà kêu ai quay phim Đại Nam đi, chạy giáp Đại Nam quay phim đi để gửi cho bà coi, để bà xem là nó rộng lớn đến cỡ nào. Chứ bà đừng có bao giờ mà bước chân đến Đại Nam, bà có thèm thùng thèm khát cỡ nào bà cũng đừng có đến, biết không? Bà mà đến Đại Nam á, dép lào, trứng thúi, trứng muối, ta dồn vô họng bà đó. Tại cái họng mà quá thối, biết không? Toàn bộ là bà bịa chuyện, vu khống, bịa đặt không. Bà hãy cẩn thận vào. Tôi nói cho bà nghe, cái phiên tòa xét xử vào ngày 21 tháng 9 này, khả năng bà bị bắt ngay tại phiên tòa là rất là cao. Bà thấy cái quyền bị hại của bà bây giờ bị tước rồi, thấy chưa? Bà là có quyền, có người có quyền và nghĩa vụ liên quan thôi đó. Có quyền là và nghĩa vụ liên quan thì bà đến đây người ta hỏi bà nha. Ông luật sư Hồ Nguyên Lễ, ông hoàn toàn có thể yêu cầu ông chủ tọa chiếu cái đoạn video của bà vu khống xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng là như thế nào. Sao không có, sao không yêu cầu được? Ông Lễ thời gian qua thì ông rất thu thập rất nhiều cái căn cứ, cái bằng chứng của bà đã đánh phá vào Đại Nam. Còn chưa đâu ông Sĩ nữa, với Hàng Ni nó còn nặng nữa, bà còn dữ nữa, phải không? Toàn là những cái nhân vật đầu đảng, đầu trâu mặt ngựa không. Cái chuyện gia đình của người ta bị lừa tiền, bà thử cái đồng tiền của bà ai đụng vô đồng tiền bà được không? Bà là cái đồ đi chửi thuê khóc mướn đó, ai đụng vô đồng tiền bà không? Đồng tiền bà như bánh xe bò đó. Bà mà bị lừa như bà Hàng Không Trùng, bà nhảy đụng thiên đình nó chảnh, bà đu ở trên đường dây điện không nó chảnh, bà không chừng bà chung di tam tộc gia đình người ta luôn đó. Bà Hằng Ba La gì còn đỡ đó. Bà có đồng xu cắt bạc nào không? Bà đóng ruột. Còn gia đình ta bị lừa tiền, gia đình ta tất nhiên là phải đóng ruột, tất nhiên là phải đau lòng. Còn gia đình bà có bị lừa đồng bạc đồng xu nào không? Gia đình bà còn đi ăn giật của người ta không chứ? Gia đình của bà mà có mượn ai trước nợ gia đình bà? Ai mà lừa gạt, ai mà mượn tiền được gia đình bà? Toàn bộ là đi ăn giật của người ta không chứ có ai mà lấy được tiền của bà? Tiền thợ xây cũng không trả, tiền ngủ cũng không trả, tiền gì cũng không trả chứ. Đại Nam tôi nói bà không liên quan đến từ đường nhà bà, biết không? Cho dù bà có ghét đi chăng nữa, khách du lịch người ta cũng đến bình thường à. Ta thương bà Hằng thì ta đến. Mà người ta thấy khu du lịch Đại Nam mà bán vé, làm ra, phải không? Có tiền cũng mới làm cái việc có ích cho xã hội. Cho nên ta muốn đến đây là chuyện bình thường. Còn gia đình bà ấy đâu đi, người ta đâu có quan tâm. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.